Xin chào các bạn, lâu lắm rồi mình không quay video vì mình lười. Những cái vấn đề mà mình chia sẻ về vấn đề trầm cảm mình đã làm hình như 6 cái video rồi. Nhưng mà hôm nay có một bạn có nhắn tin qua Zalo cho mình hỏi tiếp. Thì ai mà liên lạc với mình đều hỏi phương pháp, nhưng mà thật ra phương pháp lúc trước mình đã nói hết rồi. Quan trọng là bạn đã áp dụng được hết chưa và bạn đã kiên trì với nó trong bao lâu. Thì bạn cũng sẽ có những chuyển biến, nhưng cái sự rốt ráo ở đây bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái cách cực kỳ là rốt ráo, đúng là thật sự là không dùng thuốc luôn. Nó là một cái phương pháp tuyệt vời mà bây giờ mình đang theo, nhưng mà nó không phải là để dành cho mỗi cái câu chuyện trầm cảm nữa. Nhưng mà mình lười quay video quá, nhưng mà vì hôm nay có một bạn hỏi nên là thôi mình quay một lần để cho bạn mà có xem trên kênh ấy, thì các bạn biết, thì các bạn đỡ phải liên lạc trực tiếp thì mình cũng không có thời gian để mình trả lời từng người được. Mình sẽ để cho bạn cái đường link, có thể đường link ở phía bên dưới để cái khóa thiền Vipassana. Các bạn nghe lại nhé, khóa thiền Vipassana 10 ngày theo phương pháp của thầy Wenka có hai cơ sở là ở Sóc Sơn, Hà Nội, và cơ sở thứ hai là ở Củ Chi. Thì bạn ở gần cái cơ sở nào thì bạn có thể tham khảo, đó, thì bạn đăng ký tham gia. Trước khi các bạn tham gia thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn có thể search là thiền Vipassana của thầy Wenka, nó sẽ hiện ra rất là nhiều video về những cái bài thầy nói trước đây. Thầy Wenka thì đã mất lâu rồi, nhưng những cái hướng dẫn ở các trung tâm thiền thì đều là băng ghi âm thầy thầy hướng dẫn lại, và ở đó sẽ có thiền sư ngồi trực tiếp để theo dõi cho mọi người và hướng dẫn cho mọi người trực tiếp. Nhưng mà phần hướng dẫn chính và những bài giảng chính thì đều là những băng ghi âm của thầy Vân Ca. Thì mình quay lại với cái phương pháp tại sao mình nói rằng là nó hiệu quả. Một khi mà bạn đã đi vào học thiền là cái phương pháp của Đức Phật ấy, bạn sẽ không còn đọc và nghe những cái phần lý thuyết nữa. Vì bạn nghe rất nhiều, đọc rất nhiều, nhưng mà khi mà cái đau khổ nó đến một cách trực tiếp thì bạn thấy là những cái lý thuyết đấy thật ra nó chỉ đỡ một phần nào chứ nó không giải quyết được cái vấn đề của mình. Thì bạn phải đi vào vấn đề thực hành. Thực hành Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy rất đơn giản. Đó là tứ diệu đế, là khổ và con đường thoát khổ, khổ nguyên nhân của khổ và con đường thoát ra đau khổ, thế thôi. Nếu theo Tây y thì gọi là bệnh trầm cảm, nhưng theo Đức Phật ấy thì ai ai cũng có bệnh hết, chúng ta đều có bệnh hết. Chúng ta sinh ra vô thức đã, mình đã bị cài trong cái vô thức của mình rồi, là có những cái phản ứng để nó dẫn đến đau khổ. Bạn phải học bạn mới hiểu hết để những cái phần này mình nói, thì mình chỉ quay lại một cái video đơn giản để hướng dẫn cho các bạn là cái phương pháp rốt ráo cuối cùng, không có phụ thuộc vào thuốc men gì hết. Còn nếu như bạn cảm thấy bạn không yên tâm thì bạn cứ đi khám bác sĩ, bạn cứ dùng thuốc của bác sĩ một thời gian. Nhưng mà nếu bạn không muốn cái tình trạng trầm cảm của bạn nó quay lại thì bạn có thể tham khảo phương pháp thiền mà mình đã theo, đang theo và sẽ theo. Nó cực kỳ khoa học, cực kỳ thực tế, không mê tín, không tông phái, không cúng bái, không lễ lạy gì hết. Thì mình sẽ để cái đường link bên dưới, nhưng mà hiện tại thì cái trang web của trung tâm đang sửa chữa nên là các khóa thiền mọi khi là có các khóa thiền từ bây giờ đến đến cuối năm luôn, nhưng mà đang sửa chữa nên là nó không có những khóa thiền của những tháng sau. Thì các bạn có thể theo dõi mấy bữa nữa thì trang web mà sửa xong thì các bạn có thể vào đó để theo dõi các khóa thiền ở trong năm. Thì bạn cứ tìm hiểu hết đi rồi bạn tham gia. Khóa thiền này không hề đơn giản. Nó phải là 10 ngày bạn phải im lặng làm việc với chính mình. 10 ngày đó bạn phải ăn chay, 10 ngày đó bạn phải giữ giới. Bạn hoàn toàn im lặng hết, bạn không hề nói năng gì và bạn phải thu xếp công việc làm sao.
10 ngày đó bạn đi bạn không có được sử dụng điện thoại, sách vở, bất cứ một cái gì cả. Đó, đấy là mình nói ngắn gọn như vậy thôi, tại vì mình sẽ không giải thích phương pháp. Phương pháp thì bạn phải đi, bạn phải tham gia, bạn phải học, bạn phải thực hành thì nó mới có kết quả. Chứ còn bạn nghe thì chỉ nghe không thôi thì nó sẽ không có kết quả gì đâu. Mình làm video ngắn vậy thì thế thôi nhá, tại vì lâu rồi mình cũng không làm video nữa. Đây thì là một cái video chung để cho các bạn có vào xem kênh, các bạn đỡ phải liên hệ trực tiếp với mình để các bạn hỏi. Chào các bạn.